thằng lô. Đặt đi thấy nhỉ? Có không? À. Có cái cây thật chó nhóc nữa. Nhóc ăn luôn. Ừ. Không à, không đi vô. Không vô ăn thử chứ có gì đâu. Không có ăn đâu. Anh vô hỏi cái gì? Sao giờ chị chó không ăn? Bây giờ mình cứ vô.